Chào mừng quý vị đến với bản tin FBNC ngày 4 tháng 4 2016. Trong phần đầu của bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. PMI tháng 3 tăng nhờ số đơn hàng và sản lượng hàng tiêu dùng tăng. Hội nghị ALA lần thứ 38 thông qua khuôn khổ hài hòa cho sự tự do hóa hoạt động hành nghề luật tại ASEAN. Nhưng trước hết sẽ là thông tin. Ngân hàng NZ dự báo GDP Việt Nam trong năm 2016 có thể tăng đến 6,9%. Thưa quý vị, theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế tháng 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới được công bố, Ngân hàng NZ đã dự báo năm nay tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 6,9% và đến năm 2017 sau đó, GDP cũng vẫn giữ được mức tăng đến 6,5%. Theo dự báo của ANZ, tăng trưởng kinh tế năm nay của Việt Nam ở mức cao, lên đến 6,9%. Có thể nói đây là dự báo lạc quan nhất cho đến nay trong số các dự báo của nhiều tổ chức quốc tế về kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, sang năm 2017 sau đó, ANZ lại cho rằng GDP Việt Nam sẽ tăng chậm lại về mức 6,5% so với năm 2016 do nguy cơ đuối đà của khu vực nông nghiệp trước tác động của El Nino. Bù lại phần nào, ngành công nghiệp và dịch vụ vẫn giữ mức tăng trưởng khá. Dòng vốn FDI cũng tăng, tăng trưởng cho vay của hệ thống ngân hàng đang tốt lên nhờ sự hồi phục của khu vực bất động sản. Vào năm 2014, nhập khẩu tăng chủ yếu do nhập khẩu máy móc thiết bị cho sản xuất. Vì vậy, ANZ cho rằng đây là thời điểm nền kinh tế thu hoạch trái ngọt từ những khoản đầu tư như thế, tức xuất khẩu 2016 sẽ cải thiện đáng kể. Tất cả những yếu tố này là động lực cho tăng trưởng kinh tế năm nay. Trong một nhận định khác có liên quan đến kinh tế vĩ mô, ANZ cho rằng CPI năm nay của Việt Nam chỉ tăng 1,7%. Xin được chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị. Trong 2 tháng đầu năm nay, có hơn 20 doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa. Đây là thông tin mà vụ đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ vừa công bố. 20 doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa trong 2 tháng đầu năm vừa qua thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, trong đó các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có số lượng nhiều nhất. Các doanh nghiệp nhà nước nói trên tập trung tại các tỉnh như Hà Nội, Hà Nam, Kon Tum. Ngoài hoạt động cổ phần hóa, các cơ quan ban ngành cũng thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa của 66 doanh nghiệp, xác định giá trị của 79 doanh nghiệp khác. Thưa quý vị, số đơn hàng tăng nhanh hơn trong tháng 3 đã đẩy chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI vọt lên mức 50,7 điểm. PMI tháng 3 tiếp tục tăng mạnh lên mức 50,7 điểm, đã cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất tiếp tục được cải thiện và các điều kiện kinh doanh tiếp tục tốt lên trong suốt 4 tháng qua. Cả số lượng đơn hàng xuất khẩu lẫn đơn hàng tổng thể đều tăng liên tục kể từ cuối năm 2015 đến nay. Trong khi một vài lĩnh vực hàng hóa khác có sản lượng bị giảm, nhưng sản lượng sản xuất hàng tiêu dùng vẫn tăng trưởng mạnh. Do đó, số việc làm tại các công ty sản xuất hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa đầu tư cơ bản cũng tăng theo. Đáng chú ý, khảo sát PMI kỳ này cho thấy chi phí đầu vào bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm trong suốt 8 tháng vừa qua. Tuy nhiên, vì cạnh tranh nên giá cả sản phẩm đầu ra vẫn còn giảm, với mức giảm chậm nhất trong một năm rưỡi gần đây. Nhà khảo sát Markit cho rằng số đơn hàng tăng mạnh là dấu hiệu tích cực. Vì vậy, dù thời kỳ giảm chi phí đầu vào có thể sẽ chấm dứt, nhưng lạm phát thấp vẫn là môi trường tốt để các doanh nghiệp trong nước duy trì sức cạnh tranh. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Vào cuối tuần qua, Hội nghị Hội đồng Điều hành Hiệp hội Luật gia các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38, gọi tắt là ALA, đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần họp đầu tiên của hội nghị sau khi Cộng đồng Kinh tế Trung ASEAN chính thức được hình thành. Nhiều vấn đề về pháp luật được đặt ra để hội đồng xem xét và cân nhắc. Phát biểu tại hội nghị, ông Avelino Vigras, Chủ tịch Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN nhấn mạnh, hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển, cộng đồng ASEAN cũng được thành lập. Đây được xem là cơ hội để các hội luật gia trong khối ASEAN phát triển và gắn bó với nhau. Tuy nhiên, việc kinh tế phát triển sẽ thách thức ngành luật với những thủ tục biên giới trong ASEAN. Các quốc gia giờ đây không những phải giải quyết những vấn đề nảy sinh trong lãnh thổ đối với công dân của mình, mà còn rộng hơn. Vì vậy, những thành viên trong ALA cần phải phát huy mạnh mẽ vai trò của mình. Đồng quan điểm ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam cho biết, cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển và không thể thiếu hệ thống pháp luật thương mại phù hợp. Xét thấy tự do hóa việc hành nghề luật chưa được nhiều nước trong ASEAN thực hiện, vì vậy, Hội đồng điều hành ALA đã thông qua một khuôn khổ hài hòa cho sự tự do hóa hoạt động ngành nghề luật tại tất cả các nước trong ASEAN, thành lập một ủy ban lâm thời với những nhiệm vụ nghiên cứu để xác định một khuôn khổ hài hòa. Hiệp hội luật gia các nước ASEAN được thành lập vào năm 1979, là một tổ chức phi chính phủ lớn ở khu vực Đông Nam Á, với sự tham gia của những người làm công tác pháp luật trong khu vực. Dự kiến,
hội nghị hội đồng điều hành lần thứ 39 sẽ diễn ra tại Manila, Philippines. Và trong mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 95%. Đây là tỷ lệ doanh nghiệp trong tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Theo khảo sát của mạng việc làm hàng đầu châu Á Jobstreet.com Việt Nam, thị trường tuyển dụng trong nước đang ngày càng sôi động hơn. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong nửa đầu năm nay sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp kinh doanh ngành tiếp thị, công nghệ thông tin và kỹ thuật tiếp tục là những ngành nằm trong danh sách có nhu cầu tuyển dụng. Gần 70% nhà tuyển dụng muốn tuyển dụng nhân sự cho bộ phận kinh doanh và bán hàng. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần đầu của bản tin FBNC hôm nay. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh nhập siêu 1,6 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2016. Ngành bán lẻ điện thoại có còn tăng trưởng trong thời gian tới đây hay không?